Chào các bạn, trong video này Aizen sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập văn bản bằng giọng nói trên Google Docs. Đầu tiên, các bạn vào trang Google chọn các ứng dụng của Google. Kéo chuột xuống chọn Drive, tạo một file Google Docs mới. Khi tạo xong file Docs để nhập văn bản bằng giọng nói bạn cần thao tác sau. Nhấp chọn công cụ. Nhập dữ liệu bằng giọng nói. Bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift S. Sau đó kiểm tra đã được thiết lập tiếng Việt hay chưa, cuối cùng nhấp vào và nói để nhập văn bản. Các bạn lưu ý, thao tác nhập văn bản bằng giọng nói về phần xuống hàng, các ký tự hay các dấu câu Google sẽ không nhận biết được và bạn phải tự thao tác thủ công nhập các ký tự, dấu câu, xuống hàng trên máy tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi Aizen Group.